quay chân. Đây là giới thiệu mọi người, đây là đôi Adidas Pro 3. Thì đôi này là một đôi giày chạy đua rất là nổi tiếng trên thế giới, cũng được bình chọn là một trong top 5 đôi giày đáng chú ý nhất của năm 2023. Thì hôm nay có bạn qua thử đôi giày này để cảm nhận được cái độ đốn này của đôi này và độ êm của đôi Pro 3 này so với những cái dòng giày đua khác như Nike 3% hay cả cái dòng giày đua như là Fly 5 hay là đôi khác. So với Fly 5 thì đôi này nhẹ hơn khá nhiều. Em không tâm cái cải kia em thử cái anh cả. Đấy, anh đang có size 44 của đôi này, em cứ mở ra em thử một chiếc này một chiếc kia thì em sẽ cảm nhận được rõ nhất về cái đôi giày. Đây là trên tay, đây là cái đôi Vaporfly này 3%. Cái đôi này là cũng một trong những dòng giày đua hàng đầu thế giới, đang được rất nhiều anh em chú ý. Thì hôm nay có bạn này, bạn tới để thử cái đôi giày Nike 3% này để cảm giác to, cảm giác xem thế nào. Tất nhiên là mỗi người một cảm giác, nhưng mà về cảm nhận của cá nhân của riêng mỗi người sẽ khác nhau. Nhiều người hợp Pro 3 hơn thì họ lại thích, họ lấy Pro 3. Có nhiều người lại thích Nike 3% này thì tôi sẽ là lấy đôi Nike 3% này. Con này form là thì nó sẽ ôm hơn một chút đấy. Thử cảm giác, em cảm nhận thế nào? Nhẹ hơn. À đây, con Nike 3 chuyển hơn nè. Nhẹ hơn, nó là cái lưới đó. Nhẹ hơn. Nhẹ hơn nữa. Ốm hơn. Ốm hơn. Đúng rồi. Ốm hơn. Nhẹ hơn. Nhẹ hơn. Phần đạp cái con này hơn này. Nó sẽ ôm phần giữa này hơn. Nhưng mà đạp cái này hơn. Nhưng mà con này phải nên nhiều người cảm nhận đi hơi tranh vênh một chút. Thì chân thon thì đi hợp. À, chân thon đi hợp. Chân mê không hợp. Em bị bóp lại ở chỗ giữa. Em bị bóp ở giữa, anh nhìn là em bị bóp ở phần này này. Em sẽ đi không hợp. Rồi anh chào nhé, anh cảm ơn em nhé. Căng ở đây luôn này. Căng luôn cái phần đấy bởi vì là em bị bè. Chân em bè thì em hợp với Adidas hơn. Đấy. Thì cũng vừa giới thiệu với các bạn là hai cái đôi Pro 3 với Adidas. Tất nhiên là mỗi đôi hai dòng này đều là hai cái dòng giày đua thôi, nhưng mà mỗi người tùy mỗi người, thì tùy vào mỗi người sẽ hợp chân của đôi nào. Thì hai đôi này thì ra thì cũng 1-9-1-10 thôi, không phải là chân của bạn này thì lại hợp với Pro 3 hơn bởi bạn là chân hơi bèo chứ. Đấy. Thì hợp Pro 3 hơn là hợp với Nike 3 hơn. Đấy. Thì chân của đôi 44 có thử không? Em lấy đôi Asics 44 cho bạn thử nhé. Bởi vì cái đôi Nike 3 này thì nó sẽ bị ôm vào cái phần hõm giữa này. Phần hõm giữa này này sẽ bị ôm hơn một chút, nên là khi những người chân bè đi thì nó sẽ khó đi hơn. Đấy. Còn đôi này thì phần này thoải mái hơn, thành thử anh em đi sẽ ok hơn, những người chân bè sẽ ok hơn. Chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé.